Rồi xin chào anh em á. Đã quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay ráp một cái cấu hình là 65 dân zin. Rồi quay gần đây, quay gần đây. Nói chung là cho anh em xem này, nói chung là mình riêng nhất, mình mơ nhất là cái lồng này này. Đó, cái lồng này là Esmi Toyo ha. Nhìn này, thì anh em nói, anh em biết là cái thương hiệu mà Esmi Toyo này á, là người ta làm cái tay giòn cực kỳ ngon ha. Nhiều cái tay giòn là làm từ đời nhà Tống á, đến bây giờ vậy vẫn còn rất là ngon. Mà những cái tay giòn nó sẽ chạy cứ đến mãi, đến khi mà loài người mà tuyệt diệt vong rồi á, là nó vẫn còn chạy ok ha. Đó, thì đẹp, nó rất là đẹp. Chứ cái chữ mình thích nhất là mấy cái thương hiệu mà người ta làm là cái chữ này nó nhỏ này anh em, thì mình khi mình ráp lên nó mình đỡ phải thấy, ví dụ như ICS chẳng hạn nó chữ nó thật to nên là mình không thích đó. Thì anh em biết là cái lông Esmi Toyo này cực kỳ ngon ha, đẹp đẹp long lanh luôn, có cái đuôi của nó là đúng chuẩn của Seijin luôn ha, 21 ly. Rồi thì cái đầu tiên là cái lông nó đẹp quá, mình quay cái lông cho anh em trước thôi. Còn trái bê tông thì cũng là trái 65 của nó luôn, của Esmi Toyo luôn. Rồi bên trong cái bụng máy thì nói đó là bên trong bụng máy á, thì full bạc đạn kép, thay hết bạc đạn luôn, mình thay hết cái bạc đạn John. Và cây John thì có nhiều bạn hỏi ví dụ như cái tay John mình thay tay xong rồi ấy, không phải là cứ thay tay được nha anh em. Mình anh em nè, thường mình sẽ cân dục, mình đổ chì. Có nhiều người thì cái cách làm người ta là cách làm của người ta là mài, nói chung là mài cái mặt trước này nè, đỡ nó bù lại cái phần mà trái bê tông 65 nó nặng, đúng không? Trái bê tông 65 nó nặng thì người ta sẽ vớt cái mặt trước này nè, vớt mặt trước đây, bù cái mặt trước đây là nó bớt đi, nó bớt cái một cái lượng gọi là gam á, nó bù lại cái phần nặng của trái bê tông. Thì mình không làm theo cách đấy, mình vẫn giữ lên mặt trước đây bình thường và lần sau là mình đổ chì. Cái cách đổ chì trong cái trái cân dục như thế này thì nó hay hơn, cái là ví dụ nó làm cho cái mé giòn phía sau nó nặng thì nó sẽ nảy cái giòn lên, nó đẩy trái bê tông lên, lúc mà cái hành trình mà bê tông đi lên á thì nó sẽ có cái lực quán tính nó đẩy cái trái bê tông lên, thì cái máy anh em nó cảm thấy nó mạnh hơn á. Rồi cái đó là cái nguyên nhân mà mình nói anh em là phải cân dục lại cái giòn 65 đó. Thì chủ xe thì thay tay Uma, thì tay Uma cũng quá là ngon nhưng mà nó chỉ thua cái tay Esmi Toyo thôi. Rồi cái phần đầu lòng rồi đúng không? Phần đầu vậy rồi tao quay ra. Phần đầu á thì chủ xe là úp cái đầu đồ chơi. Ở đầu này thì người ta làm sẵn là 23 số bắp 2225 nha, số bắp 2225. Thì cái mình có móc thêm hồng xé nạp xé cho nó bự ra nữa. Móc nạp xé cho nó lớn ra. À, nạp xé điên cuồng luôn á. Rồi, đây thì đây là số bắp 25 này anh em, to tráng luôn. Rồi cái hồng thì nó rất là lớn ha. Đây mình có móc thêm nữa nha, móc thêm cho nó rộng ra đó, trụ nặng quá. Nói chung là thì cái đầu này thì đầu đồ chơi ha, úp đầu đồ chơi như thế này thì nó ngon lành hơn. Còn nhiều anh em mà gia công đầu zin lên đó thì thật sự nó không có, nó cũng ngon nhưng mà nó nhỏ quá, nó không hợp với 65 lắm. Ví dụ 62 được, 62 thì mình có thể gia công đầu zin lên. Rồi lên trên nó là đi cặp cam bờ tê ha, cam bờ tê nó là quá đẹp. Thì mình sẽ cho anh em so sánh với cặp cam thường ha. Đây, cam có một cái thương hiệu khác nha. Thì ôi trời, đồ đúng là tiền nào của đó nha. Đây, anh em thấy này. Đó, cam bờ tôi người ta làm cực kỳ sắc sảo luôn. Nói chung là nó đẹp. Nó đẹp không thua kém thì cam zin ha. Mình nói là cam zin là phải nói là đẹp số 1 luôn rồi. Mà cái cam bờ tôi nhiều khi còn đẹp hơn á. Còn đó là lý do tại sao mà nó mắc tiền là lý do vậy nè. Cam này cam thường nè. Cam có một cái thương hiệu khác nè. Nó không có cửa nào qua được cam bờ tôi ha. Đánh cấp bờ tơ, mình vẫn rất thích cam bờ tơ và là sao đầu bờ tơ đi rất đã ha, sướng. Nói chung là mình có vô bánh tăng chỉnh rồi hàng tích lại cho nó chắc, nó không có bị xây. Nhiều lúc anh em chạy mà đang chạy nó xây cái thấy mẹ luôn đó, thì cái đó là cái quan trọng. Rồi thì lặt vặt những cái úp như vậy thôi. Hồi trước cho mình ít dám quay, ít quay mà không úp, mình chưa tấp nhiều cái phần mà xe độ ha, thì do thấy cái lòng này đẹp quá. Cái lồng này nó quá đẹp luôn, lên xe mà nó phải là easy luôn. Cái màu của ta làm nghiêng nghiêng mà nó tối anh em, nó giống như là lồng zin đó, cái màu nó chìm lại, tránh bị đợi ha. Còn những cái lồng khác đó, nó tránh lên xong mà nhìn vô là thấy là xe độ liền, là tôi là cũng hay ngại vấn đề đó đó. Thì cái lồng này đẹp, thì anh em nói chung là anh em nào thích thì mình có hàng này luôn, anh em nào cần thì cứ alo mình, sẵn chân của chân zin luôn ha, 21
chân zin 21, rồi trái bê tông thì móc mắt sẵn, rồi vời canh nén móc thêm, rồi bộ bạc nó kèm theo là có hai cái ron chân lòng, ron nguyên lát chứ bộ bạc ếch, rồi nói chung mọi thứ đầy đủ ok hết á. Rồi xong, bây giờ sẽ lắp máy. Rồi thì sau khi úp xong cái bụng giữa thì nãy giờ nói chung là canh nén cũng hai lần đó anh em, tháo ra đi dốt bê tông này quay lần lại. Thì lần này mình canh đạt rồi nha, mình quên quay cái đoạn đầu. Thì mình nói cho anh em hình dung á là xung quanh đây này, nếu mà mình không trét mỡ bò thì nó sẽ đổ nước, nó sẽ chảy xuống đúng không? Thì anh em lưu ý là trét mỡ bò xung quanh cái miệng này đó, là đừng để nó thoát, nó thoát nước xuống ở dưới thì nó sai. Rồi ở dưới nói chung là có ron, mình xài ron là mình bỏ vô mình dán keo, thì mình phải thử một lớp keo lên đó, nó mình tính chính xác. Rồi ở trên này cũng có một cái ron luôn đó, cái ron quy lát, xong ập cái đầu vô đây này, ập cái đầu vô thì anh em chắc miếng mỡ bò nó vô cho nó khỏi lọt cho máy số bắp, rồi ập lại, xong mình sẽ đổ nước vào miệng buri. Thì nếu mà cái cháo tùy theo cái cháo nha, đây là cái đầu đồ chơi, thì đây là đầu đồ chơi thì cái cháo nó hơi lớn, tùy theo cái cháo mình phải đo. Nếu đo nhiều cách lắm, nhưng mà thấy cách này đo rất là nhanh và hiệu quả, thì cũng có rất nhiều anh em xài, mình thấy xài cũng nhanh, đo hai lần là đạt liền. Lần đầu tiên là đo lên đến 13.7. Cháo này là không cần chế cháo gì đúng không anh Thịnh? Cháo này là cháo đồ, cái đầu đồ chơi mua giờ là ập được thôi, là canh nén là dốt cái tông thôi đó. Thì mình dốt cái tông xuống là dốt xuống là một ly đó, dốt cái tông một ly, mình nói đầu là cái bê tông nó rất là cao, đầu nó lòi ra thì đó, thì nó đạt đâu là nước nó là 16.8 cc nước, thì trừ luôn cái miệng buri rồi một mít mỡ bò nữa thì mình tính ra thì nó khoảng là 12.4 nén á, 12.4 nén thì quá đạt nha, quá ngon. Rồi đó thì ok, chạy bền bỉ, ngồi lực mấy cũng có, dần hơi căng. Rồi thì bây giờ nãy đo rồi thì quên anh em rút hết nước ra rồi, xong rồi giờ thì úp cái đầu vào, quay cam xong gác lên xe, chủ xe nó chạy tiếp. Ok anh em, thì chiếc này là 65 ha, úp xong 65 rồi ha, đây chiếc xe 65 nhà người ta, con nhà giàu ha. Rồi thì úp 65 gồm những món gì thì mình có những cái đoạn đầu mình đã có quay cho anh em rồi đó. Thì cái lồng Admitoyo, cái lồng này rất là đẹp nha, thì mình thấy cái chất lượng của nó thì cũng không thua kém của cái lồng ICS hoặc là TA anh em đúng không, nhưng mà nó rất là đẹp nha anh em, thấy không, lên xe nó liền lạc này, nó liền lạc như lồng zin luôn, nó có cái cấu trúc y như lồng zin luôn. Cái này chỉ cần mình chỉ cần mài cái chữ này đi, xong đánh bóng lên đó là y như zin luôn, chả khác gì lồng zin luôn anh em đó. Thì ICS hoặc là mấy cái dòng TE đồ thì cái chữ nó to lắm, với cái form của nó làm rất là thô, công nhận là cái đường nước nó lớn thì nó sẽ rất là tốt cho cái xe, nhưng mà nó cái mặt trái của nó là nó sẽ thầu và thẩm mỹ nó sẽ không có đẹp. Rồi thì cái két á thì chủ xe vài ngày nữa sẽ lên cái két lớn. Rồi những cái món đồ xe này phải nói là cực kỳ mắc tiền ha. Cái đầu đồ chơi đó, cái đầu đồ chơi thì cam BT ha, cam BT mẫu là 0326 á, 0326. Rồi tiếp lên đây á là đúng nghĩa là con nhà giàu luôn ha. Thì đi cái hồng xăng BT 2 kim phun, nhưng mà chủ xe thích đi một kim, thích đi eco của Red Leo đó thì đi một kim ha. Thì cái lọc trụ này thì tái sử dụng lại thì đi lâu ngày rồi nó cũng đã hư. Thì cái họng BT này phải nói là cực kỳ ngon nha anh em, cực kỳ đẹp, chất lượng, nó giá nó đâu nó mắc gấp 3 lần những cái loại mà họng thông thường ha, họng ngoài thị trường. Thì nó có tích hợp sẵn là cái gân ti luôn đây này, là anh em chỉnh gân ti luôn, không cần phải xài cái gân ti chỉnh tay giống như là những cái họng mà giống như họng zin đó. Nó có cái trên đây này có cái IACV để chỉnh tay đúng không, nhưng mà cái này thì nó tích hợp sẵn luôn, là canh rất là sướng luôn anh em. Ví dụ chạy mà thấy gân ti cao hay là thấp gì đó thì mình thò tay xuống dưới góc dưới này đó, thò tay góc dưới này này chỉnh một cái là xong, ok liền. Thì họng này là họng 2 kim phun của BT nha, họng 38 nha. Đó thì mình có up lên 38 thì hai họng thì phù hợp với cái đầu của 65, nó khúc xe lớn ra ha, số bắp nè 22-25. Rồi thì qua bên kia, đúng là xe này con nhà giàu nha anh em. Rồi thì cái bô ha, R8, bô R8 xịn nha, thì có hàng sensor đầu sẵn rồi đó, đi ra cái cổ 51 đít 51 móc cực kỳ lực. Xíu mình sẽ nổ từ từ, mình sẽ nổ máy cho anh em nghe thử. Thì cái
tổng quan cái xe này hoàn thiện là ở đó là khoảng 70-80% rồi, chỉ cần mới ráp trong vòng 2 ngày á, mình đã ráp cái xe này trong vòng 2 ngày thì khoảng rô đai tầm 1 tuần 2 tuần gì đó nữa xong mình sẽ đi canh xăng rồi quấn dyno lại ha, thử nó bao nhiêu HP và xăng gió nó như thế nào. Rồi thì sau xe thì có cái đơn cái phần bụng, trong phần bụng thì tay John là Uma nha, tay John Uma bạc đạn John đồ thì mọi thứ mình thay hết từ anh Z luôn. Thì anh em thấy cái cổ này đẹp không, cổ chạy mới có một buổi thôi mà nó chuyển sang màu đen rồi đó, nổ máy chạy vòng chơi R8 này anh em, 35 cổ này, cổ 35 ra hai khúc, cổ hai khúc ra 51 rồi ra cái dipo. Thì cái bô này móc cũng thuộc dạng là êm, chạy thành phố đi tour tránh bị nhồm ngó ha. Rồi thì đơn giản còn lại những sử dụng là những cái món đồ zin như là có cái kim anh em, kim 190cc mình có lên 190cc rồi. Thì rô đai đỡ bữa nào dyno thử nó như thế nào. Eco mô bên xương thì cũng là zin nha, cũng rất là lực ha. Thì khi mà canh xăng chạy thử rồi như thế nào thì bắt đầu mình sẽ quay lại góc cam, chuẩn góc cam BRT ha, cam BRT cam xịn nha. Thì giờ sẽ nổ máy cho anh em nghe thử. Máy quá ok luôn á, êm lắm. Này. Máy 65 mà êm cỡ này thì quá ok rồi, có thể là do mới, thời gian nó có thể là sẽ kêu hơn xíu nữa nha. Máy êm ru luôn á anh em. Cũ đờ là cũ đờ TA nó mới kéo nổi cái cấu hình này, chứ cũ đờ zin là thua rồi, bó tay rồi. Rồi. Rồi thì cái xe này là up với tổng giá trị của chiếc xe mình làm khoảng cục máy không là đâu đó khoảng 12 triệu. Thì lý do tại sao 12 triệu thì mình sẽ giải thích cái đoạn clip sau ha. Rồi thì anh em nào có nhu cầu làm xe thì cứ ghé tiệm mình ha, 114 đường 11 phường Trường Thọ Thủ Đức. 65 giờ nó trở thành phổ biến rồi, đại trà rồi. Thích thì lên, không thích thì lên ha. Thì chiếc xe này mình sẽ giải thích tại sao nó có 12 triệu trong clip sau ha. Anh em xem ha. Rồi, chào anh em.